Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với anh em về cái phương pháp để chúng ta có thể là tìm kiếm được cái sản phẩm mà chúng ta kinh doanh, lựa chọn sản phẩm hay tìm nguồn hàng và mua hàng. Thì cái này chắc là mình sẽ tách ra làm ba cái video. View đầu tiên là chọn sản phẩm, thứ hai là tìm nguồn hàng và thứ ba là mua hàng. Bữa vừa rồi thì cũng khá là bận mà không có thời gian để làm video cho anh em xem, thế nên là mình tính là mình sẽ cố gắng làm luôn một phát một lượt cả ba video này để cho anh em luôn. Thế thì anh em nào đang thì xem cái video này rồi thì anh em để ý vào trong chỗ video của kênh ấy, và anh em xem những video còn lại nhé. Anh em thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm để nó kinh doanh á, thì thường là cái quãng thời gian này là quãng thời gian anh em mất phương hướng và mông lung, kiểu như là mình không biết là nên bán cái gì, cứ thấy ông này bán cái này, ông kia bán cái kia, cứ chạy theo. Thì thấy thì ông này bán giày được thì cũng định bán giày, thấy ông kia bán sách được cũng định bán sách, thấy ông kia bán quần áo thời trang được là mình cũng muốn kinh doanh bán quần áo thời trang. Thế dẫn cuối cùng là mình chả đi đâu. Và nhiều khi á, nếu mà anh em không xuống tiền thôi, anh em xuống tiền rồi á thì lại còn giá hơi nữa là bị tồn đọng hàng. Giống mình bản thân mình ngày xưa là mình cũng đã tồn rất là nhiều hàng ở trên kho. Ở chỗ là mình không xác định rõ được cái sản phẩm mà mình sẽ đi theo lâu dài, mình kinh doanh là cái gì, mình không xác định rõ là mình sẽ kinh doanh cái gì, và mình cứ đi test sản phẩm, mình cứ nhập hàng nọ nhập hàng kia, cuối cùng là không bán được. Có những cái bán được nhưng mình lại không thích bán, và cuối cùng là tồn đọng rất nhiều hàng, bỏ rất là lãng phí. Và anh nếu mà anh em mới làm thì gần như cái lãi sẽ nằm ở đấy hết. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải có một quãng thời gian chúng ta ngồi, chúng ta nghiên cứu sản phẩm. Thì ở đây là mình liệt kê năm cái phương pháp mà mình nghĩ là các bạn cũng giống như mình, tức là chúng ta dựa vào năm phương pháp này để tìm kiếm sản phẩm. Thì đây là năm cái mà mình thường á, thì mình sẽ không lựa chọn một trong năm cái này đâu, mà mình phải kết hợp cả năm cái cơ. Thế nhưng mình sẽ cùng chia sẻ với anh em từng cái một để xem là vậy thì mình sẽ phù hợp với cái nào. Thế thì anh em nào có câu hỏi thắc mắc gì anh em để liên hệ trực tiếp với cái Facebook của mình đây. Facebook của mình là Phan Đức Nho hay là Shopee Công Nghiệp ạ, anh em search là sẽ ra. Ok nhá. Thế thì ở đây là mình có làm một cái map như này. Thì đầu tiên cái việc mà chọn sản phẩm á, thì thường chúng ta cũng phải dành thời gian nghiên cứu đến cái mục tiêu tài chính, xem là cái sản phẩm này nó có phù hợp với lại mình hay không. Chẳng hạn nhé, mình nghĩ đơn giản hơn, nếu mà anh em muốn là có một cái thu nhập đâu đó khoảng tầm 20-30 triệu một tháng, thì anh em không thể nào bán những sản phẩm mà chỉ có biên độ lợi nhuận lãi khoảng độ tầm 5.000 hay 3.000 một cái sản phẩm được. Bởi vì như vậy thì anh em phải đóng gói và làm rất nhiều sản phẩm, bán rất nhiều sản phẩm thì mới đạt được cái mục tiêu đấy, thì cái tính khả thi của nó sẽ rơi thấp lại. Nên là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm nào nằm trong cái mục tiêu chính. Thì thường thì mình sẽ cái việc này á, thì nó phải yêu cầu anh em có cái kinh nghiệm trong cái mảng về kinh doanh sẵn trước đã. Thế anh em phải có kinh nghiệm, có kiến thức về Shopee, ít nhất có biết là về lịch sử khi mà vận hành Shopee thì tốn những chi phí nào, thì đó thì anh em mới có thể là xác định rõ được sản phẩm được nhé. Mình ví dụ như đây, nếu mà anh em xác định em chạy quảng cáo thì mình có một cái bảng tính liên quan đến việc là chạy quảng cáo đấy. Nếu mà anh em không chạy quảng cáo, anh em chỉ tính là mình bán bình thường thôi á, thì anh em thể sử dụng một cái bảng tính như này. Ví dụ đây là cái mục tiêu, đây là cái lợi nhuận trung bình mà mình mong muốn. Bình thường thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 10-15% với sản phẩm bình thường. Những sản phẩm nó kém hơn thì tầm 5%, còn sản phẩm cao cấp hơn thì những sản phẩm mà đang có cái thời kỳ biên độ lợi nhuận cao á, sản phẩm bò sữa, sản phẩm ngôi sao thì đương nhiên là nó sẽ có được cái lợi nhuận cao hơn. Thì cái này là tùy các bạn tính toán thôi. Thì đương nhiên rồi, để mà có được mục tiêu 10 triệu thì cái doanh số, nếu mà lợi nhuận 10% thôi thì doanh số phải là 100 triệu đúng không? Mỗi ngày là các bạn phải có doanh số khoảng độ tầm 3.8-3.9, rồi số tiền trên mỗi đơn hàng của bạn là khoảng độ tầm 150.000, số đơn một ngày là 26 đơn. Một trung bình một người bình thường á, một người một ngày á, thì vận hành 26 đơn là chuyện rất là bình thường. Lúc đó một ngày chúng ta sẽ vận hành được khoảng độ tầm 30 đơn đối với những đơn hàng bình thường nhé, nhỏ bình thường. Chứ còn những đơn hàng lớn, đơn hàng như là bộ giáo dục các thứ thì chưa chắc nhá. Tiền thuế tức là Shopee họ sẽ lấy 2% trên tổng doanh số chúng ta, tức là nó sẽ lấy 2% của 100 triệu, chúng ta mất 2 triệu. Chi phí khác thì mình cho là 1%, bởi vì dựa trên cái kết quả kinh doanh trước đây của mình ấy, thì mình ước lượng chỉ khoảng đi thôi. 1% này nó sẽ liên quan đến hộp rồi băng keo các thứ, nên mình tự làm cho lấy công làm lãi thì nó sẽ thực lãi còn 7 triệu quãng đấy. Thì chúng ta dùng cái phương pháp này để chúng ta hiểu được là để có được mục tiêu 10 triệu một tháng thì chúng ta cần phải bán bao nhiêu đơn hàng một ngày, một doanh số một ngày bao nhiêu, thì từ đó chúng ta sẽ nghĩ được sản phẩm nào phù hợp. Thế bây giờ chẳng hạn như là mình đang làm một mình đi, 26 đơn một ngày, mình không thể nào mà mình có thể là đóng được 26 đơn một ngày, không vận hành nổi, thì mình phải tìm kiếm cái sản phẩm nào mà cái số tiền trên đơn hàng cao hơn. Mình phải bán một cái sản phẩm khoảng độ tầm 500.000 một sản phẩm đi, mình bán sản phẩm 500.000, chứ bây giờ mình không thể bán sản phẩm 150 được, bởi vì mình không có đủ thời gian.
Đấy, thì một ngày các bạn chỉ phải đóng có 8 đơn hàng thôi, thì rất là đơn giản, sáng ra đọc trả lời tin nhắn các thứ rồi đóng gói đơn hàng, support hỗ trợ khách hàng chi tiết tỉ mỉ dành thời gian cho khách hàng. Thế thì chúng ta chỉ cần đóng có 8 đơn một hàng một ngày thôi, 8 đơn hàng một ngày thôi thì đã đạt được cái doanh số như chúng ta mong muốn rồi. Thế thì cái việc chúng ta lựa chọn sản phẩm này phụ thuộc vào cái mục tiêu tài chính là ở chỗ đấy. Thì khi chúng ta có mục tiêu tài chính rõ ràng và dựa vào cái bảng này, nó sẽ khoanh vùng được cái sản phẩm chúng ta sẽ định hướng tới nó trong quãng độ từ bao nhiêu tiền, đúng không? Ví dụ như thế này thì mình sẽ khoanh vùng là cái sản phẩm mình phải bán trong quãng độ từ từ 400 đến 500 nghìn trên một sản phẩm nhá. Hoặc là khoảng độ từ 200 đến 300, là mình thử để xem là tầm 300 nghìn, tại vì mình đã bán cái decom này nó cũng rơi vào tầm 300 nghìn, thì là 300 nghìn kiểu được tầm 13 đơn chẳng hạn. Thế thì nó sẽ khoanh vùng được là vậy, thì cái sản phẩm chúng ta nó sẽ phải nằm ở trong khoảng từ từ 300 đến 400 nghìn trên một sản phẩm. Thế thì những sản phẩm nào mà có mức giá bán thấp hơn thì mình loại bỏ ngay trong đầu, mình không mình nghĩ tới nó nữa. Quần áo thời trang mấy cái áo thun áo sơ mi còn độ tầm 99.000 đến 100 bao tiền thôi, bỏ đi không có gì. Giày dép phải bán lại lại được này, giày dép có những loại từ từ hơn 300.000 là bán khá tốt trên Shopee rồi, đồ điện tử này. Thế mình phải nghĩ trong đầu là mình nghĩ những cái sản phẩm nào nó đạt nó phù hợp với cái mục tiêu này của mình nhé. Ok, đến là cái thứ hai đó là làm tìm một cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái sở thích của mình. Thì câu chuyện này tại sao lại như vậy, bởi vì là mình đã từng bán rất nhiều sản phẩm rồi, và mình đã từng bán những cái gậy để tập gym á, bán được rất là được, doanh số rất là lớn, kiếm được tiền. Thế nhưng mình vẫn nghỉ và mình không bán nữa là bởi vì nó không phù hợp với sở thích của mình, nó không phù hợp với sở thích của mình. Mình bán đấy xong kiểu như là chán á. Anh em cứ tưởng tượng là nếu anh em làm 8 tiếng đồng hồ, khi mà anh em làm một công việc của mình thích ấy, thì gần như 8 tiếng đồng hồ đấy anh em chơi, vừa làm vừa chơi đúng không? Nhưng mà nếu mà 8 tiếng đồng hồ đấy mà anh em làm cái công việc mà anh em không thích thì gần như nó là địa ngục, gần như nó là làm việc cật lực, mất rất nhiều sức lực nhưng mà kết quả lại thấp. Chẳng hạn như là mình thích mấy cái con này, phải không? Mình thích mấy cái con này thì mình có thể dành cả ngày thời gian ra mình quay video, mình nói chuyện về nó, mình làm đủ thứ ABC nó, thậm chí mình mua mình không bán được, để mình chơi mình vẫn cứ thích hả. Thế thì đấy là mình kinh doanh, mình lựa chọn một cái sản phẩm theo cái sở thích của mình phải thực sự thích, mình thực sự yêu quý nó, mình dành thời gian cho nó, thì cuối cùng là dù có mất 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng thậm chí là 5 6 tháng đến 1 năm, các bạn xây dựng một cái mô hình kinh doanh thì các bạn vẫn thấy ok. Đấy. Cái tiếp theo đó là giỏi, thì thực ra cái thích và giỏi này thì nó cũng na ná nhau. Thế nhưng các bạn phải định nghĩa rõ là rất nhiều thứ mình thích nhưng mình không hề giỏi. Lại quay về ví dụ này, mình rất thích thứ này, mình rất thích những cái mô hình này nhưng mình không hề giỏi, mình không hề giỏi được những mô hình như này. Mình không hiểu chất liệu, mình không hiểu các loại brand chuyên sản xuất cái này như thế nào là một con hàng thật, thế nào là một con hàng giả. Nếu ví dụ vậy thì mình không giỏi những điều đấy. Thế thì cái ranh giới giữa thích và giỏi như là các bạn phải tìm được cái nào mà các bạn thích nhưng các bạn cũng phải giỏi nữa cơ. Thế là thích và giỏi thì nó sẽ tạo ra cái đam mê, thích và giỏi sẽ tạo ra cho các bạn là thứ một cái gọi là một cái cảm xúc của đam mê, thì các bạn sẽ dành được rất nhiều thời gian trong đấy. Chứ còn nếu mà chỉ là sở thích không, chẳng hạn như mình thích chơi game mà. Mình rất thích chơi game và rất thích trở thành một streamer, thế nhưng mình không giỏi. Thế thì cái điều này đương nhiên là các bạn có thể luyện tập được, nhưng mà không dạy gì mà dành thời gian để luyện tập nó nếu mà mình không có một chút cái gọi là kiểu như năng khiếu gì cả. Chúng ta có rất nhiều thứ ngoài kia, rất nhiều thứ để chúng ta thích thú, rất nhiều thứ để chúng ta giỏi, thì chúng ta nên tìm thứ gì mà mình thích và mình giỏi chứ. Thế thì cái thứ ba đó là khi mà em lựa chọn một sản phẩm gì, anh em nên lựa chọn những gì mà mình giỏi, mình có thể hiểu về nó rất là sâu, mình có thể làm nó. Ví dụ như là các bạn bán đồ điện tử đi, các bạn có thể sửa chữa các thứ ABC đúng không? Thì các bạn có biết cái kênh gọi là kênh sáng tạo trên YouTube không? Đấy, cái anh đấy mình rất là thích cái anh ấy, cái dạng bán hàng như anh đấy thiết kế rồi là mày mò sáng tạo rất nhiều thứ đó, thì kết hợp cùng bán hàng. Thế thì cái anh đấy là vừa kết hợp giữa sở thích và giỏi. Ngoài ra thì còn một số anh cũng làm cái câu chuyện này với như Hoa Văn Food, vừa thích vừa giỏi đấy, thì mình thấy những cái làm như vậy rất là hay. Một số cái nữa ví dụ như là nếu mà anh em bán hàng thời trang đó, thì mình vừa thích về thời trang, mình yêu thích thời trang nhưng mình vẫn giỏi. Giỏi là gì? Giỏi là am hiểu thị trường, am hiểu nhìn cái áo này là biết là chất liệu gì, đáng bao nhiêu tiền, nên mặc phối đồ như thế nào, chúng ta có con mắt về thời trang. Những cái điều ấy thì mình gọi là giỏi. Ok, đến cái thứ tư đó là cái mà nó có thể tạo ra một công việc thực sự. Đấy, nó có thể tạo ra một công việc thực sự. Thực ra cái này thì mình sẽ sửa là công việc. Cái này có hai ý nghĩa, một là cái công việc mà các bạn đang làm không?
ví dụ các bạn đang làm giáo viên thì các bạn hãy kinh doanh thêm cái ngành nghề đó là sách vở đúng không, đồ dùng phòng tập thì nó rất là phù hợp đúng không, nó đang tức là nó liên quan đến công việc của mình, công việc chính của mình, tại vì mình biết ở đây có rất nhiều anh em làm về tay trái, sau khi mà làm tay trái mà hệ ổn định mà kiếm được đủ số tiền mình mong muốn phù hợp với mục tiêu tài chính rồi thì mới chuyển nó qua tay phải thì mới làm full time, còn nếu không thì làm part time đúng không. Thế thì anh em cũng phải tìm những công việc nào nó phù hợp với lại tìm những sản phẩm nào nó phù hợp với công việc của mình, nó phù hợp với những cái công việc của mình. Cái tiếp theo nữa ở đây nó là cái thứ năm, đó là cái thị trường nó cần. Đương nhiên ở ngoài kia có rất nhiều những loại sản phẩm mà anh em bán ra tiền, nhưng nó có phải thực sự là sản phẩm thị trường cần hay không, hay nó là sản phẩm rác. Mình lấy ví dụ này, không phải đả kích ai, nhưng ví dụ chúng ta bán những cái sản phẩm như là cái mà mình hay hút ở vape chẳng hạn đi, vape thuốc lá điện tử, thì nó là một cái ngành sản phẩm mà bên Shopee họ cấm, hoặc là thậm chí là nhà nước Việt Nam cũng cấm. Thế thì khi mà chúng ta kinh doanh những sản phẩm như vậy á, thì nó là một sản phẩm mà nếu mà nói về nghĩa đen á, thì đương nhiên thị trường rất là cần, tức là rất nhiều khách hàng họ mong muốn đi tìm mua nó. Thế nhưng mà nghĩa mình đang nói đến câu chuyện đó là nghĩa bóng á, là thị trường nó rất dễ dàng bài xích, nó rất dễ dàng nó sẽ loại bỏ sản phẩm ra khỏi thị trường. Chỉ cần có một một tự nhiên có một ông mới lên, ông kêu là cấm hoàn toàn sản phẩm này, phạt rất là nặng vấn đề kinh doanh sản phẩm này, thì khi chúng ta xây dựng nó cả một cái mô hình, xây dựng nó cả một cái hệ thống rất lớn rồi, tự nhiên nó đổ sập thì nó rất là lãng phí. Nên chúng ta cần phải suy nghĩ cái những cái sản phẩm nào mà nó ok, nó sáng tạo, nó mới mẻ, nhưng nó phải là đi theo cái xu hướng thị trường nó phải cần cái điều đấy, thị trường nó phải đón nhận nó và rồi mà có định hướng đi lâu dài với nó thì nó mới lựa chọn sản phẩm. Thì đấy là năm cái mà mình nghĩ là các bạn có thể dành thời gian nghiên cứu, năm cái mà các bạn phải làm cái kim chỉ nam cho mình để mình có thể lựa chọn được những sản phẩm mà mình mong muốn, mình thích và mình có thể kinh doanh được nó lâu dài. Nó kinh doanh lâu dài được, đi cùng nó lâu dài có thể là vài ba năm, thậm chí là 5 năm 10 năm được cùng với nó thì nó sẽ ok hơn, bởi vì chúng ta bán hàng trên sàn điện tử này á, là cơ chế nó xây dựng mà, xây dựng nền tảng chứ không phải là ăn xổi như ở bên Facebook. Facebook ta vạ quảng cáo hoặc ăn xổi luôn thì nó rất là dễ, nhưng mà ở bên này thì chúng ta cần phải xây dựng. Đấy là năm cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Thì có thể anh em sử dụng một trong năm cái cách này để chúng ta tìm ra sản phẩm, hoặc chúng ta sử dụng cộng gộp cả năm cái lại. Đấy. Tuy ở ví dụ như mình công việc của mình là làm giáo viên, mình có thể bán thêm sách, thêm vở, lên bút, thế nhưng mà bán sách, bán vở, lên bút cái hoa hồng nó chỉ được 10% thôi, thì nó rất là thấp và nó không phù hợp với cái mục tiêu tài chính của này của mình, thì mình lại có thể xoay sang sản phẩm khác, anh em hiểu ý mình không nhá. Ok, bye bye anh em, thì cái video này đến đây thôi, thì hôm sau thì mình sẽ lại hướng dẫn anh em thêm về tìm nguồn hàng và cách để chúng ta mua hàng. Mua hàng này là mua hàng từ bên Trung Quốc về Việt Nam ạ nhé. Bye bye, hẹn gặp anh em ở video khác.